Xin chào các bạn và chào tất cả các bạn đã đến với DVC Store. Mình là Huy Kai. Ngày hôm nay thì mình đem đến cho anh em một con máy rất nhỏ gọn mà các bạn có thể thấy ở đây. Thậm chí là mình có thể cầm một tay lên rất nhẹ nhàng. Và thực ra thì cái cân nặng của em nó chỉ rơi vào tầm 1,4kg mà thôi. Một cân nặng rất đáng để chúng ta lưu tâm đúng không? Và cái giá của em này nó cũng chỉ rơi vào tầm dưới 10 triệu đồng. Tên của em nó thì là HP Notebook 14S. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu xem bỏ ra dưới 10 triệu đồng để sở hữu một chiếc em laptop như này liệu nó có đáng hay không nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ nói sơ qua về phần thiết kế nhá. HP Notebook 14S thì sở hữu một cái màu sáng bạc và nó rất phù hợp với công việc văn phòng cũng như là học tập này. Và mình để ý nhá, hầu hết những chiếc laptop dưới 10 triệu đồng thì thường sẽ có màu đen hoặc là màu xám. Thế nhưng riêng em laptop HP 14S này thì lại sở hữu một cái màu sáng bạc rất là sang. Nhưng mà tuy nhiên là một cái màu sáng bạc và nó trông nó rất đẹp, trông nó rất là quý phái, sang trọng như thế. Nhưng mà tuy cái chất liệu mà em nó sở hữu thì chỉ là một cái chất liệu làm bằng vỏ nhựa mà thôi. Điều này thì sẽ khiến cho HP kém sang một chút và sẽ có nhiều người hơi quan ngại về chiếc máy này một chút. Thế nhưng mà HP thì lại được gia cố một cách rất chắc chắn này. Bạn thử ấn mạnh xuống ở những cái phần máy thì sẽ thấy là hiện tượng flex nhá, nó vẫn sẽ có. Tuy nhiên là nó sẽ không quá nhiều đâu. Nó chỉ một chút mà thôi. Và mình nghĩ là với một chiếc máy dưới 10 triệu đồng thì đây là một cái điều mà chúng ta chấp nhận được. Về phần cổng kết nối thì đây cũng là một điểm cộng của HP 14S khi mà nó được trang bị gần như mọi cổng kết nối phổ biến ở hiện nay. Chúng ta sẽ có sở hữu 3 cổng USB này, trong đó là 2 cổng USB 3.1 Gen 1 này, một cổng USB 3.1 Type-C, cổng HDMI 1.4B, một khe cắm thẻ nhớ và một jack cắm tai nghe, kèm theo đó là một cổng nguồn. Màn hình thì đây cũng là một cái điều đáng nói ở chiếc laptop này khi mà nó sở hữu một chiếc màn hình có kích cỡ là 14 inch. Thực ra thì nói đây thì nhiều bạn sẽ nghĩ là 14 inch có vẻ là hơi nhỏ nhỉ. Nhưng mà các bạn biết đấy, đây là một chiếc laptop thiết kế để dành cho dân văn phòng và những bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu học tập. Và ngoài ra thì đối với những bạn mà có nhu cầu là di chuyển nhiều này và chúng ta cần một chiếc laptop nhỏ gọn để tiện mang vác đi lại để làm việc một cách thuận tiện hơn thì đây, nó sinh ra để dành cho các bạn. Thế nên là cái việc nhỏ gọn là cái việc cần thiết. Ngoài ra thì với cái tấm nền IPS thì nó sẽ cho bạn một cái góc nhìn rộng hơn. Chứ cả là cái màn hình này nhá, nó còn có chức năng chống chói là anti-glare. Viền màn hình thì cũng khá là mỏng, tạo một cảm giác rộng rãi khi mà chúng ta nhìn vào màn hình. Tuy nhiên, cái điểm trừ ở cái màn hình này có lẽ là cái độ phủ màu của nó chỉ đạt là 45% NTSC mà thôi. Và nếu là một designer hay là một game thủ thì thực sự đây không phải là một chiếc màn hình sẽ phù hợp cho các bạn đâu. Và bên cạnh đó thì cái màn hình này nó cũng sở hữu một cái độ sáng chỉ là 280 nit. Nếu mà các bạn sử dụng ngoài trời này, những cái môi trường mà nắng nó gắt ấy, thì thực sự là sẽ hơi khó nhìn cho các bạn một chút. Tuy nhiên là nếu chúng ta sử dụng trong nhà thì cái màn hình này vẫn vô cùng đáp ứng tốt cho các nhu cầu của các bạn. Như mình đã nói thì đối với người dùng trong phân khúc này, việc màn hình có hiển thị màu sắc chính xác hay không thì mình nghĩ là nó sẽ không quan trọng đâu. Bởi vì nó sẽ không được sử dụng để chơi game hay là các mục đích sáng tạo như là chỉnh sửa video hay là hình ảnh. Nó sẽ không phù hợp đối với những bạn mà chuyên sâu về hình ảnh. Thế nên là đối với cái việc sử dụng ngoài trời và ở trong một chút bóng râm thì mình nghĩ là cái tấm nền này và một cái chiếc màn hình này nó vẫn có thể phục vụ được cho các bạn. Và một chiếc laptop văn phòng này thì nó vẫn hoàn toàn có thể phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên và những dân văn phòng. Tiếp theo, ở phía trên màn hình thì chúng ta sẽ có một chiếc webcam, độ phân giải thì là HD. Và mình thì cũng không có quá nhiều sự đáng nói về chiếc webcam này ở đây. Nó cũng là một chiếc webcam đủ dùng, đủ để cho các bạn học tập, hội họp và có thể là trao đổi các thông tin với bạn bè. Mình có test qua chiếc webcam này thì thấy màu sắc và hiển thị của nó cũng ở mức ổn. Nó cũng không đến mức là quá tệ đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ở chiếc webcam này. Mọi thứ màu sắc rồi sắc nét nó đều rõ ràng và màu ảnh thì nó không bị ám vàng một chút nào cả. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng. Thì chiếc laptop mà mình đang có ở đây thì nó sở hữu cho mình là con chip có cấu hình là Intel Core i5 10210U và RAM thì là 8GB, ổ cứng thì là SSD 256GB. Và với cái cấu hình này thì
Đối với những bạn dân văn phòng này, học sinh, sinh viên nhu cầu học tập cơ bản thì các bạn cứ yên tâm, nó hoàn toàn có thể đáp ứng được cho các bạn. Và ngoài ra nhé, thậm chí là nếu mà sau những giờ học tập, những giờ làm việc căng thẳng thì bạn hoàn toàn có thể giải trí một chút trên chiếc máy này. Ví dụ như tựa game nhẹ nhàng như Liên Minh Huyền Thoại này, chúng ta mà chơi ở một cái mức setting phù hợp thì nó vẫn hoàn toàn đáp ứng một cách tuyệt vời cho các bạn, không hề có vấn đề gì cả. Và ngoài ra thì bạn hoàn toàn có thể nâng cấp RAM hay thậm chí là SSD cho chiếc máy này. Nếu như một thanh RAM 8GB đối với các bạn là chưa đủ, các bạn có thể mở, các bạn là những người có nhu cầu sử dụng nhiều tác vụ chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể nâng lên một thanh RAM 8GB nữa để chạy đua RAM. Và chúng ta sẽ có tổng số RAM là 16GB. Như thế thì chúng ta có thể làm việc thoải mái hơn, cũng như là mở nhiều tác vụ hơn một lúc. SSD cũng như vậy, các bạn hoàn toàn có thể mở rộng không gian làm việc của mình hơn. Tổng quan lại thì với chiếc laptop này thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái mà thao tác những cái tin học văn phòng cơ bản này, làm đồ họa nhẹ thôi nhá, mình nói là nhẹ nhá, và thậm chí là chơi những tựa game nhẹ nhàng. Và tất nhiên mình vẫn chỉ nhắc lại, đây là một chiếc laptop văn phòng, không phải là một chiếc máy chạm hay là một chiếc laptop gaming. Thế nên là những công việc trâu bò như là render hay là chơi những tựa game AA thì mình nghĩ là khó mà có thể thực hiện được trên chiếc laptop này. Ngoài ra thì về phần bàn phím thì em này sở hữu một chiếc bàn phím không phải full size. Các bạn biết rồi đấy, với cái kích cỡ là 14 inch và một chiếc laptop nhỏ gọn như này thì một cái bàn phím full size ở trên cái chiếc laptop này là một điều khó có thể xảy ra. Nhưng mà tuy nhiên, những cái phím bấm của nó lại vô cùng to và hành trình phím cực kỳ sâu. Đây là một cái điều mà mình thấy trên nhiều chiếc laptop, thậm chí là cái giá cao hơn cũng không hề có và không hề được cái trải nghiệm tuyệt vời như cái bàn phím của chiếc HP này. Mình có trải nghiệm qua đối với một người tay to như mình và một người cực kỳ thích những cái bàn phím có hành trình phím sâu, thì mình thấy cảm giác gõ trên cái phím này rất rất ổn và rất ok. Về phần touchpad thì chúng ta sẽ có một chiếc touchpad cũng không quá to ở đây. Ngoài ra thì sẽ có hai cái phím cơ học nữa. Tuy nhiên là cái trải nghiệm trên touchpad này thì nó cũng ổn và nó không cho chúng ta những cái trải nghiệm quá khó chịu đâu. Nhưng mà mình thì lại là một người tay khá là to và mình thích một cái touchpad có độ trơn trượt hơn một chút. Bởi vì theo mình cảm nhận thì cái touchpad này đối với mình nhá, thì có vẻ là hơi zip một chút. Và thực sự thì nó vẫn trải nghiệm ổn. Cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi bạn mà thôi. Rồi, chung quy lại thì chúng ta bỏ ra dưới 10 triệu đồng và sở hữu một chiếc máy vô cùng nhỏ gọn, tiện lợi này. Ngoài ra nhá, nó còn sở hữu một con chip không hề yếu một chút nào. Một con chip i5 đời thứ 10 vẫn là một đối thủ đáng gờm ở thời điểm hiện tại. RAM thì 8GB, bộ nhớ trong thì là 256GB và một chiếc màn hình gọi là ổn và đủ dùng. Vậy, các bạn có thấy nó xứng đáng hay không? Và đối với mình thì nó vô cùng xứng đáng. Và nếu thấy clip này hay thì cho mình xin một like, một subscribe để có thể theo dõi những video mới nhất đến từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.